Theo cáo trạng, 5 bị cáo gồm Vì Thị Thu sinh năm 1982, Vì Văn Toán sinh năm 1982, Bùi Văn Công sinh năm 1975, Lương Văn Hùng sinh năm 1991 và Trần Thị Hiền sinh năm 1975 đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Trong đó, bị cáo Vì Văn Thu, Bùi Văn Công, Lương Văn Hùng, Trần Thị Hiền bị đề nghị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Vì Văn Toán ngoài tội mua bán trái phép chất ma túy còn bị truy tố thêm tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài các bị cáo này, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên cũng yêu cầu triệu tập 4 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia phiên tòa, gồm Cao Thảo Loan là chị của nạn nhân và là con gái bị cáo Trần Thị Hiền. 3 bị can khác trong vụ bắt cóc, hiếp dâm và giết người cũng bị triệu tập tại phiên tòa là Phạm Văn Nhiệm, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả. Thông tin chi tiết và kết quả nghị án của phiên tòa sẽ tiếp tục được cập nhật và chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin thời sự tiếp theo.